Nhưng sao bạn đi trường trễ vậy? Thì tại tối một kia mình không nghe nổi. Mình nói cho bạn nghe nè, tối bạn phải ngủ sớm để sáng mai bạn đi học. Bạn còn tập thể dục với cô và các bạn. Tập thể dục buổi sáng tốt cho sức khỏe, mình sẽ không bị mà vô người nữa. Mình sẽ nghe lời mẹ. Tối mình sẽ ngủ sớm, mình sẽ tập thể dục chung với các bạn. Chị cô nhất trí nha. Nhất trí. Mình cùng nhau vô trường tập thể dục với cô và các bạn nào. Bye.